sâu quá mình không có dùng được. Thì chỗ này nó vướng cái bàn này thì mình để chỗ này thôi. Nhưng mà để làm sao mình thấy được cái chữ này mà người ta sẽ quan sát mình, là make sure mình để hai bên cũng được. Làm sao nhưng mà mình phải bỏ đúng nhá. Trash là trash, còn cái đồ nào mà để sai lại đúng rồi. Lại bỏ qua thùng bên này. Cái thùng này hoặc là cái này để ở dưới gầm bàn luôn. Mỗi lần mình lấy ra cái gì á là make sure cái bàn tay của mình phải sạch. Mình vô là lấy xong mình phải đậy nó lại, giúp nó lại. Còn nếu mà muốn mang cái thùng như vậy thì em đổi qua thôi. Muốn sắt này sắt hoặc mang cái thùng này thì có cái nắp này thôi, mình lấy xong mình mở ra mình đậy lại. Thì nhớ là cái cọ này bỏ vô cái bịch cái người khách thứ hai. Ví dụ như cái này của chị thôi thì nó nằm trong đây. Lúc mà mình lấy này ra là nó có trên bàn luôn, em lấy trên luôn ha. Nhớ là make sure là cái bàn tay giả này cũng để trong cái thùng như trong cái này luôn. Từ đó mình lấy ra luôn ha. Thì bây giờ thì bàn tay giả ra trước. Không, bây giờ cái này là để em dùng nó bỏ đây. Nhưng mà bây là cái này lúc mà đi thi người ta cũng cầm tờ giấy y như vậy. Người ta sẽ ghi từng bước, bước một mình cứ từng bước một mình làm gì ha. Thì cái này là có 6 bước thôi. Cái bước đầu tiên là work area and client preparation and setup of supply first client 15 phút. Và lúc nãy là hai cái bịch này và này là 15 phút. Xong rồi tới manicure and polish application 20 minutes. Mình làm một tay nước 20 phút là mình đã có đồ trên này rồi. Sau đó mình sẽ làm là work area and new client preparation and setup for the supply second client 10 minutes là 10 phút. Lúc đó mình làm tay nước xong thì mình dọn xuống, mình trải bàn, lau tay rồi lấy cái bịch của người khách thứ hai ra, chuẩn bị ở đây. Là đi thi chỉ có hai người khách thôi, người khách thứ nhất làm tay nước và sơn. Người khách thứ hai là giống như mình nói là làm phu xếp, nhưng mà nó chia thành hai phần, có nghĩa là gắn móng giả lên một ngón. Xong rồi đắp bột một ngón, nhưng mà nó là hai phần, nhưng mà nó là một người khách. Như cái này là hai phần, có nghĩa là làm tay nước và sơn là một người, người khách thứ hai là gắn móng thiếp và sculpture là một người. Còn cái thứ ba này nó đặt là trong trường hợp là chế móng. Thì nó cũng cầm tờ giấy y như vậy, nó cầm tờ giấy y như vậy. Cái người proctor người ta sẽ read những cái phần này, người ta sẽ nói là you will prepare your client work, your work area for the đúng rồi, you will set up này kia. Tới khi nào người ta nói you may begin. Cứ nhớ là cứ halfway, có nghĩa là nửa đường mình có 15 minutes. Thì người ta sẽ sau 7 minutes nó sẽ remind mình là mình you have 8 minutes, có nghĩa mình còn lại 8 phút. Nếu mà 20 phút nó sẽ remind mình sau 10 phút để mình biết nha. Để mình biết nếu mà mình làm quá chậm hoặc là quá nhanh. Nhưng mà người ta cho mình đủ cái thời gian để mình làm. Chứ đừng có bột. Thì nói chung là người ta sẽ read những cái này, nghĩa là you will set up supply for manicure and polish application, you will be prepared your client for your for the services, you will be expected to follow all client protection, safety and infection control procedures, you will have 15 minutes to complete this section, you will be informed when you have 8 minutes remaining, do not demonstrate any procedure until the verbal instructions are given and you are instructed to begin, turn the hand toward the examiner to indicate you have finished. Nghĩa thì mình xong mình bỏ tay lên và cho người ta biết. The instruction will be repeated. You may begin. Cái nào nói tới đâu thì mình bỏ tay lên. Không, có nghĩa là người ta chỉ đọc thôi. Yeah. Nhưng mà khi mình làm xong á thì mình giơ bỏ cái tay này lên cho người ta biết là mình đã làm xong rồi. Xong mình lau tay, giơ tay lên cho họ biết thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô từ đầu. Lại. Thì lúc nãy bây giờ anh to là